vụ của ông Trump bị ám sát động trời động đất mà sao thiên tử không có nói tiếng nào. Thật sự là chuyện nhỏ như là con thỏ, nhỏ như là hộp đậu phộng thôi, nhưng nó là một cái dấu hiệu rất là lạc quan, rất là tốt. Đó là dấu hiệu thứ nhất, chánh thắng tà, thượng đế thắng được thiên ma, xiển giáo thắng được triệt giáo, Biden sẽ thua nước Mỹ, sẽ ổn định lại thế giới, sẽ ổn định lại Trung Cộng sẽ chia năm sẽ bảy, Biển Đông sẽ dậy sóng, Nga sẽ sụp đổ, Tàu sụp đổ, và cái quan trọng nhất là nước Việt Nam á sẽ sụp đổ luôn. Đó là cái dấu hiệu mà cái lỗ tai ông Trump bị chảy máu. Là vì cách đây một tuần kêu mình thái tử hay thiên nước kiệt gì tùy nha, nhưng mà nó là thiệt, ở đây có cả 50 đứa đại tử làm chứng. Thì lúc đó mình nói chuyện với ngài George Washington là vua nước Mỹ về chuyện mà ông Trump đắc cử này. Thì lúc đó ngài George Washington có kêu thái tử ngài nên lập cái bàn thánh và nhớ phải quay phim để sau này ông Trump ổng sẽ coi và ổng sẽ giúp cho nước Việt Nam, đúng không? Bữa hôm không có nói đúng không? Cách đây một tuần thì bữa nay Trump ổng bị bắn, phải không? Cái bị bắn này á là không phải là thiên ma làm, mà là do người của mình sắp đặt, tức là thần tiên bên chánh phụ biết để mà cho ổng đóng cái màn vậy đó, để cho ổng bước cho nó lẹ. Nghĩa là giống như cho ổng cái đôi hia bảy dặm bước vô tòa bài đốc cho lẹ. Cho nên thiên tướng Trump sẽ bước vô Nhà Trắng một cách hiên ngang luôn, chỉ tốt một chút máu nhầm gì. Cho nên sư phụ nói là chuyện nhỏ như con thỏ, là vì bề trên đã cho đóng một cái màn kịch rất là tinh vi. Chứ còn mà để cho mà tà mà bắn ổng thì cả cái trái đất này nhuộm máu đỏ là sư phụ đâu còn ngồi đây, đâu có ai giúp. Cho nên những gì mà thượng đế đã sắp đặt, thiên thần đã sắp đặt, ma quỷ không bao giờ thắng được. Cho nên kỳ này á là phải mừng mới đúng. Giọt máu này là giọt máu ăn mừng, giọt máu hòa bình thế giới. Dũng chữ này, máu của ông Trump là máu thế giới được bình yên. Cho nên máu của thiên tướng Trump là máu thế giới bình yên. Chứ không phải là không biết mà không nói, mà có nói mà cũng chả ai tin. Nhưng mà bữa nay nói thì cách đây một tuần ngày Washington có nói ngày nhớ nha, ngày đặt bàn khấn nha, rồi đồng thời ngày phải quay phim nha, sau này á ngày cho ta coi. Thì lúc đó nước Mỹ nó mới quản hồn, thì không đầy 3 ngày đúng không, thì ổng mới vừa bị ám sát á.